Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Bóng Đá Today. Bóng Đá Today cập nhật tin tức bóng đá quốc tế mới nhất và nóng nhất 24 giờ qua. Trước khi đến với những chuyển động hấp dẫn của bóng đá quốc tế trong bản tin ngày hôm nay, xin mời các bạn bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để là người sớm nhất nhận thông báo từ chúng tôi. Còn bây giờ sẽ là điểm tin chính. Siêu cò ra tay, Pogba rời MU gia nhập Paris Saint-Germain. Jadon Sancho muốn đến MU trước vòng chung kết Euro 2020. Đổi người lấy người, Juve và MU thống nhất vụ Ronaldo. Sốc, huấn luyện viên Pochettino rời Paris Saint-Germain để trở lại Tottenham. Zidane từ chức huấn luyện viên trưởng Real Madrid. Sau nhiều đồn đoán, người đại diện của Paul Pogba được cho là đã chỉ đích danh bến đỗ tiếp theo của cầu thủ này. Với thất bại trước Villarreal ở trận chung kết Europa League mới đây, Manchester United đã thêm một lần nữa có mùa giải trắng tay. Thất bại lần này của Quỷ Đỏ được xem như giọt nước tràn ly và nhiều khả năng sẽ khiến cho đội bóng không thể giữ chân Paul Pogba trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Trước khi bước vào giai đoạn cuối của mùa giải 2020-2021, ngôi sao người Pháp được cho là đã không thể tìm tiếng nói chung với ban lãnh đạo đội bóng về một thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Nhiều nguồn tin thậm chí đã cho rằng Pogba sẽ ở lại Juve ngay trong mùa hè này. Do vậy, trong diễn biến mới nhất, người đại diện của Paul Pogba, siêu cò Mino Raiola, được cho là đã đích thân ra tay tìm kiếm bến đỗ mới cho thân chủ của mình. Nguồn tin từ báo chí Pháp cho hay Raiola đang liên hệ với Paris Saint-Germain để đàm phán đưa Pogba về quê nhà trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Ở thời điểm hiện tại, Pogba vẫn đang chật vật để tìm lại phong độ đỉnh cao trong màu áo MU. Chính vì lẽ đó, Quỷ Đỏ được cho là sẽ chỉ yêu cầu mức giá 55 triệu bảng cho thương vụ này, một mức phí phải chăng, và Paris Saint-Germain hoàn toàn có thể xuống tiền để đưa tiền vệ 28 tuổi về sân công viên Cóc Hoàng Tử. Tuyển thủ Anh đang chơi cho Borussia Dortmund muốn gia nhập Man United trước khi vòng chung kết Euro 2020 diễn ra vào mùa hè này. Jadon Sancho từng ở lò đào tạo của Man City, tưởng đã có thể toại ý khoác áo Man United vào hè năm ngoái. Tuy nhiên, phi vụ chuyển nhượng bất thành do Quỷ Đỏ không đạt được thỏa thuận với Dortmund bởi khoản phí chuyển nhượng đắt đỏ 108 triệu bảng. Điều này khiến sao trẻ 21 tuổi vô cùng thất vọng, đánh mất động lực thi đấu cả thời gian dài sau đó. Dù vậy, ở giai đoạn cuối mùa, Jadon Sancho cùng với Dortmund hưởng niềm vui với danh hiệu Cúp Quốc gia Đức. MU vừa để vuột mất danh hiệu Europa League sau khi để thua Villarreal trong loạt sút luân lưu. Huấn luyện viên Solskjaer một lần nữa gửi thông điệp đến lãnh đạo Quỷ Đỏ, ông cần 2-3 bản hợp đồng để tăng cường sức mạnh đội bóng. Jadon Sancho được cho là vẫn nằm trong danh sách mong muốn của Solskjaer để bổ sung cho hàng công của Man United. Tờ Bill cho hay Dortmund sẽ bán Jadon Sancho với khoản phí khoảng 82 triệu bảng vào mùa hè này, con số giảm sâu so với năm ngoái. Bản thân Jadon Sancho muốn có thể tiến hành ký kết MU trước khi cùng tuyển Anh chiến tại vòng chung kết Euro 2020 diễn ra từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7. Anh đang thúc đẩy Dortmund để điều này có thể xảy ra. Trong lúc Sancho hướng về MU thì huấn luyện viên Thomas Tuchel được loan báo muốn hớt tay trên Jadon Sancho về Chelsea. Bianconeri đang tìm mọi cách để giảm gánh nặng lương của tiền đạo người Bồ Đào Nha. Điều này dẫn đến một thỏa thuận với Man United. Ngay sau khi mùa giải 2020-2021 hạ màn, Cristiano Ronaldo trở thành trung tâm của sự chú ý với câu chuyện liên quan đến tương lai của anh. Theo Tutto Sport, chân sút 36 tuổi không muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng thành Turin, bất chấp suất dự Champions League mùa sau đã được đảm bảo. Juve cũng hiểu rằng họ sẽ mất trắng Ronaldo ở mùa hè năm sau khi CR7 trở thành cầu thủ tự do. Vì vậy, gã khổng lồ Serie A đang tìm các phương án để đem lại những khoản tiền nhất định từ một năm hợp đồng còn lại của ngôi sao sinh năm 1985. Tờ báo hàng đầu nước Ý cho biết, Bianconeri đang đàm phán với Man United để đi đến một thương vụ hoán đổi. Cái tên Juve nhắm tới không ai khác đó chính là Paul Pogba, tiền vệ từng chơi rất thăng hoa tại Turin. Điểm chung của Ronaldo và Pogba là cả hai đều muốn ra đi ở kỳ chuyển nhượng hè 2021. Đó là cơ sở dẫn đến cuộc đàm phán giữa hai đại gia của bóng đá châu Âu. Khúc mắc còn lại duy nhất là mức lương của hai siêu sao đương đại tại đội bóng mới. Về cá nhân Ronaldo, thủ quân của đội tuyển Bồ Đào Nha cũng đang cân nhắc nghiêm túc khả năng quay trở lại nhà hát của những giấc mơ. Cựu sao Sporting đã bày tỏ nguyện vọng này với Jorge Mendes. Ngay lập tức, tay cò nổi tiếng người Bồ Đào Nha đã liên hệ với Man United để đàm phán về các thỏa thuận dành cho thân chủ của mình. Năm 2018, Ronaldo đã chuyển đến Juve từ Real Madrid với tư cách là bản hợp đồng đắt giá nhất câu lạc bộ. Trong khi đó, Pogba cũng là thương vụ kỷ lục của Quỷ Đỏ vào năm 2016. Nhiều tờ báo lớn ở Anh đưa tin huấn luyện viên Pochettino đang đàm phán với chủ tịch Levy của Tottenham về việc trở lại dẫn dắt đội bóng thành London.
Theo Sky Sport và The Athletic, huấn luyện viên Pochettino muốn rời Paris Saint-Germain để trở về dẫn dắt Tottenham chỉ sau chưa đầy 6 tháng cầm quân tại đây. Nguyên nhân được cho là do vị chiến lược gia người Argentina mâu thuẫn với cách làm bóng đá của đội bóng nhà giàu nước Pháp. Huấn luyện viên Pochettino được bổ nhiệm dẫn dắt Paris Saint-Germain vào tháng 1 năm nay với bản hợp đồng kéo dài đến tháng 6 năm 2022 cùng điều khoản gia hạn 1 năm. Dưới thời huấn luyện viên Pochettino, Paris Saint-Germain giành siêu cúp Pháp và cúp quốc gia Pháp nhưng lại không thể vô địch Ligue 1 sau nhiều năm và bị loại ở bán kết Champions League. Trước khi đến Paris Saint-Germain, huấn luyện viên Pochettino từng dẫn dắt Tottenham trong 5 năm, giúp đội bóng này trở thành một thế lực của bóng đá Anh. Ông bị sa thải vào năm 2019 để nhường chỗ cho Jose Mourinho, nhưng Mourinho cũng đã bị sa thải do thành tích kém cỏi trong mùa giải này, nên Tottenham càng có lý do để tái hợp với người hiểu rõ họ nhất. Nếu huấn luyện viên Pochettino rời Paris Saint-Germain thì đội bóng này buộc phải tìm kiếm chiến lược gia thứ 3 trong vòng chưa đầy 1 năm. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những kế hoạch dài hạn và tham vọng vô địch Champions League của Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, nhà báo Bruno Salomon đã bác bỏ thông tin nói trên. Về tin đồn Pochettino không thể ở lại Paris Saint-Germain vì muốn trở lại Tottenham hoặc mâu thuẫn với ban lãnh đạo, tôi khẳng định điều này là sai sự thật, nhà báo Bruno viết. Câu lạc bộ Real Madrid đưa ra thông báo chính thức về việc huấn luyện viên Zinedine Zidane đã chính thức từ chức huấn luyện viên trưởng đội bóng Hoàng gia. Câu lạc bộ Real Madrid xác nhận rằng Zidane đã quyết định từ chức huấn luyện viên trưởng đội bóng, mặc dù vẫn còn thời hạn 12 tháng hợp đồng. Gã khổng lồ của La Liga tuyên bố trên trang web chính thức của đội. Real Madrid đã thông báo rằng Zidane đã quyết định chấm dứt hợp đồng hiện tại với tư cách là huấn luyện viên của câu lạc bộ. Quyết định của ông ấy được tôn trọng và chúng tôi vẫn đánh giá cao tính chuyên nghiệp, sự cống hiến và niềm đam mê của ông trong suốt những năm qua cũng như những thành tích mà ông đã mang về cho Real Madrid. Zidane là một trong những huyền thoại vĩ đại của Real Madrid. Real Madrid đang và sẽ luôn là nhà của ông ấy. Như vậy, Zinedine Zidane sẽ chấm dứt nhiệm kỳ thứ hai dẫn dắt Real Madrid. Ở lần đầu tiên, Zizou thông báo từ chức chỉ 5 ngày sau khi giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp vào năm 2018. Zidane sau đó trở lại Real vào tháng 3 năm 2019 và ký hợp đồng tới hè năm 2022. Ở lần tái ngộ này, chiến lược gia người Pháp giành được hai danh hiệu quốc nội là La Liga và siêu cúp Tây Ban Nha ở mùa giải 2019-2020. Tuy nhiên, đến mùa giải năm nay thì Real thi đấu không thành công. Ngoài việc mất chức vô địch La Liga vào tay của Atletico Madrid, Real còn bị đối thủ ít tên tuổi là Alcoy Jano loại khỏi cúp nhà vua rồi thua Chelsea ở bán kết Champions League. Đây là lần đầu tiên sau 11 năm Real không giành được ít nhất một danh hiệu trong một mùa giải kể từ mùa 2009-2010. Sau một mùa giải khó khăn, Zidane đã ám chỉ rằng ông có ý định tạo điều kiện dễ dàng cho câu lạc bộ về tương lai của mình. Điều kiện dễ dàng ấy có lẽ là quyết định từ chức sớm dù còn một năm hợp đồng. Theo nhiều nguồn tin, Marc Allegri là ứng cử viên số 1 thay Zidane. Nhưng mới đây, nhà cầm quân 53 tuổi đã đạt được thỏa thuận trở lại dẫn dắt Juve. Điều đó đang buộc Blancos phải tìm kiếm lựa chọn khác. Huấn luyện viên Solskjaer bị cho là người phải chịu trách nhiệm chính trong thất bại của MU trước Villarreal ở chung kết Europa League. Man United là đội được đánh giá cao hơn ở trận chung kết Europa League. Tuy nhiên, trước một Villarreal của Unai Emery đầy lão luyện, đội bóng nước Anh đã không thể hiện được nhiều điều. MU để cho đối phương vươn lên dẫn trước ở hiệp 1 trước khi gỡ hòa ở hiệp 2 và đưa trận đấu vào hiệp phụ rồi penalty. Trên loạt đấu súng, Quỷ Đỏ đã gục ngã ở lượt sút thứ 11 với cú đá penalty không thành công của David De Gea, qua đó ngậm ngùi nhìn đối thủ lên ngôi vô địch. Tội đồ của MU ở trận đấu này là David De Gea, thủ môn người Tây Ban Nha không những không cản được quả penalty nào mà còn là người thực hiện cú đá cuối cùng và thất bại. Ngoài ra, những màn trình diễn dưới sức của Rashford hay Lindelof cũng được cho là một phần nguyên nhân. Dù vậy, theo phần đông cổ động viên Man United, chính huấn luyện viên Solskjaer mới là người phải chịu trách nhiệm cho thất bại này của đội bóng. Mạng xã hội Twitter, rất nhiều dòng trạng thái đã chỉ ra sai lầm của chiến lược gia người Na Uy, thậm chí một bộ phận không nhỏ đã yêu cầu sa thải Solskjaer. Thất bại của MU là lỗi của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Đúng vậy, các cầu thủ lẽ ra đã chơi tốt hơn rất nhiều, nhưng Ole quá ngây thơ về mặt chiến thuật, thiếu sự nhạy bén để kết hợp mọi thứ. Giữ Rashford và thay Greenwood, một trong những cầu thủ hay nhất. Những quyết định thay người thật khó hiểu. Tôi không muốn thấy Rashford trong màu áo của MU thêm một lần nào nữa. Còn về Solskjaer, tôi đã phát ngán. Một người khác bình luận. Trong khi đó, người dẫn chương trình của Rash thì viết đơn giản: Ole, out. Theo các cổ động viên MU, Solskjaer mắc hai sai lầm lớn ở trận đấu này. Một là tin tưởng mù quáng vào thủ môn David De Gea và tiền đạo Rashford. Và thứ hai là tư duy chiến thuật không tốt, dẫn đến việc không phát huy được khả năng của các cầu thủ. Thua trận đấu này, Solskjaer vẫn chưa có danh hiệu nào với Man United.
Lần cuối cùng MU nâng cao một chiếc cúp vô địch đã là từ mùa giải 2016-2017 dưới thời của Jose Mourinho. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết bản tin của Bóng Đá Today ngày hôm nay. Đừng tiếc một like cho video này để ủng hộ chúng tôi các bạn nhé. Đừng quên bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức bóng đá quốc tế sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.